chào các bạn đã đến với kênh Kiến thức Game. Trong video này mình sẽ tiến hành test con máy bay cường kích F3. Đây là dòng máy bay cường kích thế hệ thứ 6 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản phát triển. Dự án máy bay cường kích này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2030. Máy bay cường kích F3 được trang bị một súng máy cỡ nòng nhỏ có thể xuyên thủng các mục tiêu bọc thép hạng nhẹ và được trang bị hai tên lửa HCM. Đây là tên lửa hành trình siêu thanh đang được Nhật Bản phát triển, dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2030. Tiếp đến là ba tên lửa SM, đây là loại tên lửa tấn công tầm xa và độ ổn định cao. Và cuối cùng, máy bay cường kích này được trang bị 4 tên lửa AAM-5, đây là tên lửa dẫn đường không nối không của Nhật Bản sản xuất dùng để chống lại các mục tiêu ở trên không. Bây giờ mình sẽ vào trận để test con máy bay cường kích F3 này, mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Như vậy mình vừa test nhanh hỏa lực của con máy bay cường kích F3. Các bạn có thể thấy sát thương mà con máy bay cường kích này tạo ra là rất cao. Điểm yếu của con máy bay này là nó có chỉ số độ bền thấp, nên khi các bạn tiếp cận được mục tiêu thì độ bền cũng đã giảm đi rất là nhiều. Như vậy video review máy bay cường kích F3 của mình đã kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. We'll be right back.